trước á. Ủa, anh Trung đi đâu vậy? Tao đi Lào Cai. Hả, đi Lào Cai hả? Chúng tới đây lâu chưa, tự nhiên vô tình gặp ở đây không? Hên quá, vậy mà cũng gặp nữa. Vô tình, thật sự rất là may mắn khi em gặp anh ở đây luôn á. Hẹn ở Sài Gòn không biết bao nhiêu lần, không bao giờ được hết. Mới cắt mắt hả? Hả? Mới cắt mắt hả? Dạ không có. Sao mắt bự vậy? Tự nhiên á. Tại vì em mới ngủ dậy ở trên chiếc tàu bay, em mới ngủ dậy thôi. Ủa vậy hả? Rồi hay quá. Em với anh Trung mặc đồ giống nhau nè. Ừ, giống nhau quá. Đen đỏ nè. Ừ. Xinh quá trời. Anh Trung xuống lâu chưa ạ? Lâu rồi ạ. À thế à. Em cũng biết tại sao mình bay cũng... Nghe lý ra được kiện ra lấy đi, đó nhiều quá. Chào mọi người, và bây giờ Trung đang có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho hành trình Đại Tiền FA. Và đây là chỗ Trung sẽ lưu trú trong vòng 10 ngày ở đây, bao gồm cả chuyến đi Sapa nè, chuyến đi Hà Nội. Còn chương trình Đại Tiền FA và chương trình chuyến đi màu xanh thì mình sẽ ra lời hơi lâu để chọn một căn hộ nó phải hơi tiện lợi một chút. Đây là phòng 1501. À, chuyến này có bạn Roy Nguyễn nữa nè, sẽ xuất hiện ở bữa trưa vui vẻ. Hi guys, hello mọi người. Rồi, chung mở cửa đi. Phòng này là căn hộ ha. Đây là căn hộ. Rồi xong luôn, không mở cửa luôn. Rồi. Chưa, nó phải màu xanh nha. Tắt xuống. Mọi người thấy không? Hiện đại nó có nghĩa là... Rồi. À, giờ chắc là phải mở ra. Rồi mới... Rồi, thấy chưa? Không, vậy này. À, cái đầu này xuống, đầu này xuống. Đúng rồi. Mọi người thấy không? Rất là nhà quê. Tất cả những sự hiện đại nó đều mang theo sự phiền phức. Ủa, là nó mát sẵn luôn á. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan. Từ trái sang phải thôi, mình đi hướng này trước. Rồi. Đây là phòng giặt. Nhà bếp. Phòng ăn. Phòng khách. Đây là phòng xem tivi chứ chưa phải phòng khách. Và đây là bàn tiếp khách. Chắc là làm được cái bạc ti đó. Mình mời tới đây học 30 người chắc đủ. Quá bự luôn. Đó, đây đây cho chiều cho bạn Roy tập dậy và học kịch bản ra đây. Dạ, quá chiều quá chung vui vẻ. Thôi em sẽ bận đi tập gym đó. Tại vì cái này nó chắc nó bự bằng cái sân khấu bữa trưa đó. Nên là cũng có thể tập được. Ở ngoài có cái vườn nha mọi người. Đó, ở ngoài view nhìn thẳng xuống kia sẽ là sông Hồng nhưng mà hơi nắng nên mình sẽ coi sâu vậy. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đây là nhà vệ sinh. Hình như là nhiều nhà vệ sinh dữ lắm á. Đây là một cái phòng không biết để làm gì. Có một cái ghế kê giữa phòng vậy thôi. Chắc là sử dụng cái phòng này để làm phòng tự kỷ. Đọc kinh. Đây là phòng ngủ lớn. Thêm một cái nhà tắm ở trong này riêng cho phòng ngủ lớn. Ôi, đây là tủ quần áo. Tất cả hành lang là nó sẽ thông nhau từ phòng này qua phòng khác luôn. Đó là phòng của Trung, là phòng vừa rồi. Giờ đây có một phòng dương cho khách tới ở. Có mấy là không khí sẵn luôn nè rồi. Cái hành lang này nó thông luôn á, một cái hành lang bọc xung quanh cái nhà luôn, đẹp không? Tức là cái hành lang này nè, nó sẽ xuyên gặp xuống tới cái phòng cuối cùng cho tới cái phòng trên cùng. Là từ đây mình qua bên kia đường luôn. Đúng rồi, đi thông được tất cả các phòng. Thêm một cái nhà tắm nữa. Và bây giờ là phòng của Roy Nguyễn. Nó sẽ ở đây 3 ngày. Đó. Đây sẽ là vlog về hành trình 10 ngày ở Hà Nội. Nhưng trong đó sẽ không phải thời gian trong đi Sapa. Thì nó sẽ gồm có hai phần. Một phần ở phía trước đó là phần quay hình chương trình Đại Tiền FA trực tiếp và chương trình bữa trưa vui vẻ của Roy. Sau đó chúng sẽ đi Sapa và quay trở về Hà Nội để quay tiếp chương trình chuyến đi màu xanh. Một lần đi 10 ngày như vậy sẽ quay 3 chương trình. Có 2 chương trình của Trung và 1 chương trình của bạn Roy. Tất cả đều là của VTV6. Mọi người nhớ đón xem nha. Tuyệt vời quá. Phải đón xem vlog này sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt và thú vị. Bye bye, hẹn gặp lại xíu nữa.
Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng đã có mặt ở đài truyền hình VTV rồi nha. Bây giờ chúng sẽ vào chạy chương trình Đại Tiệc Cái Tây để trực tiếp vào ngày 12 tháng 7 buổi tối. Đúng rồi, ngày 12 tháng 7. Đó, mọi người chắc chưa bao giờ vào đài, không tí nữa cho quay cho mọi người xem nha. Đây là một nơi xoa lộng lẫy, to đùng đoàn. Đây là phim trường. Trường Studio 16, có mấy chục cái phim trường trên này nè. Mình không quay phim trường bên đây. Em quay phim trường bên đây nè. Của em là S10 bên này, là Bữa Trưa Vui Vẻ. Của anh cũng bên này với em đâu ạ? Không, anh quay phim trường live, có khán giả là S14. Rồi chào mọi người nha, tí gặp lại. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở trong đài truyền hình để chuẩn bị xem bạn Roy Nguyễn đi quay Bữa Trưa Vui Vẻ. Thì để vô coi coi là làm tới đâu rồi. Rồi nhìn tập chương trình vì vlog mọi người tối chung hoài chán lắm, phải quay người khác, phải kiếp chuyện quay nó chứ thật ra là nên quay mình vui hơn. Không trang điểm, nhiều khi chưa trang điểm xong đâu, thấy chứ. Hello anh. Chào em vẫn chưa trang điểm à? Chưa rồi, không lại đâu. Thôi thế thì mình vào rồi để nhập vào nhé. Đây, bên đây chạy đi. Đấy, chưa xong gì đâu, còn lâu lắm. Dạ đúng rồi, đó là biết luôn. Dạ vâng. Chị vẫn nghĩ là nên... Đây mọi người trời coi xem vlog của tôi nhé. Đây là vlog của nghệ sĩ lớp ngoài chuẩn bị lên sóng. Không đi nhiều chuyện đâu đây. Đây là để giới thiệu đây. Đây là makeup artist của Roy Nguyễn ngày hôm nay. Cô đi chụp hình à? Hả? Cô chụp bằng gì đấy? Không đem máy nữa không à? Cô chụp bằng cái này. À, rồi úp luôn à? Vâng ạ. Chụp đẹp nhá. Vâng ạ. Chụp hình tương tác thật đẹp nha. Cô lên chụp hình xinh, tôi biết, cô lên giỏi mà, cô lên tài năng. Stand by. À, có này. Cái này, thở luôn. Cái này nhét vô đây cho nó có cái gì trong rồi. Gửi chị ơi. Rồi stand by nhá. Vâng. Số 2 là chính xác nhé cả nhà nhá. Ô số 2 là ô số 2 luôn. Có 2
thế ạ, dưới 10. Thế thì chắc cũng chỉ là số nhỏ nhỏ thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tôi đoán nhá. 228 chẳng hạn. 208. 208 là mình bận 12 rồi. Ờ. Không luôn. Anh đoán bên kia là gì? Dưới 10 ạ? Dưới 10 tổng cũng này phải 05. Hàng năm đi. Hàng năm rồi. Wow, số 2, 3 số 2. Wow, 2202. Rồi. Vâng ạ, và lẽ số của chúng tôi chính là 2202. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi về chỗ và đợi xem là ở phía bên trong nhà bếp sẽ công bố xem là bạn 2202 ạ? Dạ vâng. Đó là ngày bạn gặp ai vậy? Nè, mà mình mà cả Zikoi thì Zikoi sẽ gặp Iran, Tông Hà, Tân Bình, AP, rất rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng khác như Monster X. Oh my god, đó là một cái ngày mà không thể nào quên được của cả nhóm. Đó là một sự kiện như thế nào? Đó là concert debut của nhóm. Spot 3 concert năm 2019. Ôi thích nhờ. Thế là một cái concert ra mắt mà các bạn đã chính đến và theo dõi, ủng hộ và rất là nhiều một và rất là nhiều những lời động viên đúng không? Đúng rồi. Bạn nhớ nhất cái điều gì vào ngày hôm đấy? Thì hôm đấy là với những nhóm nhạc mới khi mới ra mắt thì họ phải tới gặp những tiền bối của họ, và trong quá trình gặp tiền bối rất thú vị, mình sẽ xếp hàng cả hàng dài và đứng đợi tiền bối. Họ sắp xếp ở bên trong xong họ mới cho mình vào, thì mình vào để tặng album, tặng hoa, và đó là lần đầu tiên mình được gặp Biren trực tiếp, tay chạm tay, bắt tay, ngày không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Mà Biren đó là một hiện tượng huyền thoại đối với Roy vào những cái năm 2020, những cái năm rất là lâu trước rồi. Và đó là cái ngày đầu tiên mà trên sân khấu Hàn Quốc mà mình có thể nói được cảm ơn mọi người Việt Nam, cảm ơn mọi người vì wow, cảm xúc nó rất là hồi hộp khi mà ở dưới cũng có khán giả Việt Nam tới ủng hộ mình. Thì sau khi mình biểu diễn xong thì mình có thể được cất cái giọng nói của mình, cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ mình tiếng Việt Nam, để cho mọi người thấy là đây là một khán giả có thể Việt Nam trong đó. Vậy thì nhóm nhạc của bạn cũng đã debut được khoảng hơn 1 năm rồi. Vậy trong một quá trình cả 1 năm đó thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khó khăn đúng không ạ? Quá trình mình đi diễn rồi áp lực từ phía này phía kia, có bao giờ mình cảm thấy nản lòng và mình muốn từ bỏ cái nghề nghiệp và muốn trở về Việt Nam để solo không? Có nhiều khó khăn như vậy, và mình thời điểm đó mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào, bằng cách mình chỉ gọi về cho ba, báo nói với ba là con mệt quá con muốn về, ba chỉ bảo một câu thôi là ok về đi, có ba đây mà. Là tự nhiên mình có một cái nguồn động lực, mình biết là lý do vì sao mình bắt đầu, lý do vì sao mình chọn Hàn Quốc là nơi mà mình có thể tập luyện, lý do vì sao mình muốn trở thành K-pop idol, mình muốn được vẽ vang. Thì lúc mà ba nói câu đó là mình cảm thấy là cái nhiệm vụ của mình lúc đầu mình đề ra mình chưa được hoàn thành được thì mình phải cố gắng tiếp tục. Và tôi hy vọng rằng những cái câu chuyện đó sẽ chỉ cảm hứng cho không chỉ bạn mà những người trẻ đang theo dõi chương trình Buổi Trưa Vui Vẻ hôm nay nữa, luôn luôn biết rằng là lý do mình bắt đầu từ đâu và nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó. Và đến bây giờ thì có khán giả đã đạt được mục tiêu của họ, đó là đứng dậy số ngày hôm nay. Vậy là 500.000 đồng đã